Để phối hợp tổ chức thành công chương trình cầu truyền hình trực tiếp Hồ Chí Minh sáng ngời ý chí Việt Nam, sáng nay ngày 14 tháng 5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Dương họp với ban tổ chức tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp về tiến độ triển khai các phần việc. Đến nay các nội dung công việc do Ủy ban nhân dân tỉnh phân công cho các sở ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh đều thực hiện đúng tiến độ đề ra. Chương trình sẽ tổng duyệt vào lúc 18 giờ ngày 17 tháng 5 và truyền hình trực tiếp lúc 20 giờ ngày 18 tháng 5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Dương đã chỉ đạo cụ thể đối với các công việc cần chuẩn bị từ nay đến ngày 18 tháng 5, trong đó có đón tiếp đại biểu, bố trí chỗ ngồi, phân luồng giao thông, tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, trưng bày triển lãm ảnh với chủ đề Bác Hồ, sen, du lịch, quảng bá hình ảnh tỉnh Đồng Tháp, tạo thuận lợi cho báo chí tác nghiệp dần dần. Phát biểu tại buổi làm việc vào sáng nay, ông Phạm Thị Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, mong muốn lãnh đạo huyện Tâm Nông phải truyền được ngọn lửa tinh thần lạc quan đến mọi tầng lớp nhân dân để cùng vượt qua khó khăn, khôi phục kinh tế sau đại dịch COVID-19. Ông Phạm Thị Nghĩa cũng đề nghị doanh nghiệp thường xuyên cập nhật thông tin về các chính sách hỗ trợ của chính phủ mà tỉnh đang triển khai được cung cấp đầy đủ trên cổng thông tin điện tử tỉnh đồng thời yêu cầu địa phương tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân, doanh nghiệp nắm. Cùng với đó là thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh trong tình hình dịch Covid-19, hạn chế tối đa các tác động tiêu cực đến kinh tế xã hội địa phương. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, chủ động nắm bắt tình hình để động viên hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là các hộ kinh doanh nhỏ lẻ tháo gỡ khó khăn vướng mắt sớm khôi phục các ngành nghề sản xuất, kinh doanh. Chiều nay, tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp nhận hơn 100 trường hợp người Việt Nam từ Philippines trở về nước. Đây là lần thứ hai tỉnh thực hiện việc tiếp nhận người dân từ nước ngoài trở về trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 trên thế giới còn phức tạp. Để phòng chống dịch bệnh COVID-19, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Đồng Tháp, yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Y tế và đơn vị liên quan phân loại nhóm đối tượng để thực hiện các biện pháp cách ly y tế theo quy định. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh điều động nhân lực, phương tiện, bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, ăn nghỉ, sinh hoạt cho người được cách ly, không tiếp nhận nhu yếu phẩm từ bên ngoài vào. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu yêu cầu Sở Y tế phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Y tế địa phương và Ủy ban Nhân dân thành phố Sa Đéc triển khai tiếp nhận các trường hợp này, đồng thời quản lý về chuyên môn, sàng lọc đối tượng, lấy mẫu xét nghiệm, quy động nguồn lực tại địa phương theo phương châm 4 tại chỗ. Hôm nay, đoàn công tác của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến khảo sát tại huyện Cao Lãnh về kết quả thực hiện các kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực kinh tế ngân sách từ đầu nhiệm kỳ 2016 2021 đến nay. Đoàn đã đến khảo sát thực tế và nghe báo cáo tình hình triển khai, những khó khăn, kiến nghị đề xuất giải pháp đầu tư dự án cụm công nghiệp Mỹ Hiệp 2 tại xã Mỹ Hiệp. Do tổng chi phí đền bù giải phóng mặt bằng dự án lớn hơn tổng chi phí được phê duyệt, quyền cáo lãnh kiến nghị tỉnh xem xét phân bổ thêm kinh phí để đủ nguồn chi trả bồi thường cho các hộ dân giai đoạn 1. Ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ghi nhận các ý kiến kiến nghị của Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh để chuyển các ngành chức năng liên quan xem xét. Hôm nay, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu lãnh đạo Ủy ban nhân dân quyền thị xã thành phố chủ động bố trí thời gian và tham dự đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Trường hợp không tham gia thì cử ủy viên Ủy ban nhân dân quyền thị xã thành phố tham gia để giải trình các nội dung có liên quan thuộc thẩm quyền giải quyết, chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam địa phương trao đổi về số lượng cử tri tham dự nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các buổi tiếp xúc cử tri. Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho vườn quốc gia Tràm Chim thực hiện biện pháp cày đồng cỏ để phục hồi bãi năng kim với diện tích 20 ha tại khu A5 và 10 ha tại khu A4. Riêng đối với diện tích 10 hecta tại khu A4, yêu cầu vườn quốc gia Tràm Chim chọn khu vực phù hợp để triển khai thực hiện. Đồng thời giao vườn quốc gia Tràm Chim liên hệ với đơn vị tài trợ thực hiện hồ sơ, thủ tục thanh toán theo đúng quy định. Hàng năm báo cáo đánh giá kết quả nghiên cứu phục hồi diện tích năng kiềm. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh có một số cá nhân mạo danh công chức thanh tra viên ngành thanh tra, liên hệ đến thanh tra huyện, thị xã, thành phố và các công ty doanh nghiệp nhà nước yêu cầu đơn vị cho viết bài đăng trên tạp chí để trục lợi bán sách, vận động đóng góp, ủng hộ các quỹ gây ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của thanh tra nói chung và thanh tra tỉnh Đồng Tháp nói riêng. Thanh tra tỉnh Đồng Tháp khẳng định ngành thanh tra tỉnh không có chủ trương hoặc không ủy quyền cho các tổ chức cá nhân thực hiện các nội dung nêu trên.